Nó cảm giác giống như có hai ba người massage cho mình, nó đưa mình lên rất là nhẹ nhàng, một cái cảm giác rất là êm dịu, rất là êm dịu, dễ chịu lắm, rất là dễ chịu. Nghệ sĩ Thanh Thủy là một trong những diễn viên gạo cội của làng kịch truyền hình nói chung và kịch Sài Gòn nói riêng. Thanh Thủy có khả năng diễn xuất đa dạng và được mệnh danh là nghệ sĩ của muôn mặt, là một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X, 9X. Cùng thăm nhà nghệ sĩ Thanh Thủy và khám phá bí quyết chăm sóc sức khỏe của chị nhé! Cô Thủy ơi, nãy giờ cô trải nghiệm sao rồi? Cô vừa nằm xuống một cái đó là coi như là bắt đầu nó cái con lăn nó chạy từ cái cột sống của cô, nó chạy vòng xuống trên lưng của cô, đồng thời nó xoa nhẹ, nó bóp tay và chân của cô luôn. Trời ơi, giống như cô rất là thích, có cảm giác giống như có hai ba người massage cho mình rãn cái cột sống luôn á. Rất là cảm ơn con. Lúc hồi nãy con thấy cô có trải nghiệm cái chế độ massage không trọng lực á, cô thấy cái chế độ này như thế nào cô? Nó đưa mình lên rất là nhẹ nhàng, một cái cảm giác rất là êm dịu, rất là êm dịu, dễ chịu lắm, rất là dễ chịu. Thay vì mình đi massage mình chườm đá nóng đúng không? Dạ, đúng rồi, để cho nó rãn cái cột sống của mình và nó kích thích những cái huyệt đạo ở cái phần lưng cột sống mình để làm cho mình giảm phần đau. Cô rất là thích. Nhiều khi mà mệt quá là ngủ luôn á. Khi mà cái con lăn nó di chuyển từ cái cổ mình à, đi xuống tới cái vùng thắt lưng, cái chỗ nào mà mình đau thì khi nó đi ngang, nó massage, nó tác động lên, trời ơi thích dễ sợ luôn. Nó giãn hết cả cái cơ, mình cảm thấy nó giãn cái cơ mình ra. Cứ cảm giác như nó cứng vậy đúng không? Giãn cứng vậy thì nó thả ra thì cảm giác nó nhẹ. Tuổi tác nè, rồi cộng với lại cái cân lượng nè, rồi cái sự vận động nè, đôi khi nó cũng mỏi con. Đâu phải lúc nào mình cũng phải, đúng không? Đôi nào mình cũng phải có cái thời gian để đi ra ngoài để mình massage được cái nọ. Bây giờ mình về nhà thì mình nằm xuống trong cái máy thư giãn như thế này thì mình cũng cảm thấy như vậy là quá hạnh phúc rồi. Và với cái tần suất làm việc của cô cũng khá là nhiều, con hy vọng rằng với cái chiếc ghế massage Elite VC này sẽ là một người bạn đồng hành để giúp cho cô Thủy có thêm nguồn năng lượng để hoạt động nghệ thuật thật là nhiều và cống hiến nhiều vai diễn để đời cho quý vị khán giả nữa. Cảm ơn con. Nếu như mà trong quá trình sử dụng mà cô Thủy có thắc mắc gì hay gọi trực tiếp cho tổng đài của bên con nha, 1-800-6854 thì các bạn kỹ thuật sẽ tư vấn cho cô. Đọc lại nè, 1-800-6854.